Mới đây trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp đã đăng tải một clip dài quay lại cảnh anh và Ngọc Trinh ngồi bàn kế hoạch cho một kế hoạch bom tấn năm 2019. Mở đầu clip, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn một khán giả đã nói một câu rất đúng với tôi là chỉ tốn một giây để đăng ký nhưng tôi lại nhận cả một bầu trời danh lam thắng cảnh, những nơi sang trọng, xa xỉ mà trước đó mình không hề biết. Cảm ơn Vũ Khắc Tiệp vì đã cống hiến. Rõ ràng mọi người đã nhận được tất cả những gì tôi cống hiến, hy sinh như tiền bạc, sức khỏe, thời gian." Ngọc Trinh cũng cho biết thêm, mỗi chuyến đi du lịch trải nghiệm cô tốn khoảng 300 triệu đồng, Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ đến 1 tỷ. Bởi vậy, mỗi lần phiêu thách là Vũ Khắc Tiệp buồn rầu vì cảm thấy sự cống hiến của mình có xứng đáng hay không. Cuối cùng, Vũ Khắc Tiệp giới thiệu về kế hoạch bom tấn. Chuyến đi Dubai lần này sẽ là bom tấn cho năm 2019. Tập này sẽ có nhiều trò mạo hiểm để chúng tôi trải nghiệm. Qua đó cũng có thể thấy được độ chịu chơi và chịu chi của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị. Chúng ta hãy cùng chờ xem kế hoạch bom tấn lần này của Ngọc Trinh là gì nhé!